Hôm nay nhóm của Bạch lang sẽ review tới tập 71 của bộ truyện Thiên Khải Bại Gia. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Tập trước kể tới đoạn báo ca đã mở một lớp học để dạy cho khứa đệ tử của mình cách phá của. Hoa ngữ mộng nghe được những kiến thức đó thì cũng đưa đưa lắm. Mà nó thật chứ? Đây là những lời con người có thể nói ra được hay sao? Với lại ta đường đường là cốc chủ của vạn hoa cốc. Nếu nói về tuổi tác thì không biết lớn hơn sư tôn này bao nhiêu lần nữa. Vậy mà lại bị cậu ta chửi cho không ngóc đầu lên nổi. A à, hu hu ta đúng là chơi ngu quá đi mà lúc hoa ngữ mộng còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì bây giờ báo ca đã phóng lên bảng và hỏi đồ nhi à ngươi có sợ độc tố trong quỷ mê thảo hay không khứa đệ tử nghe thấy lời này thì cũng đặt tay lên thỏ mà đáp ta và dao dao chuyên tu luyện độc công thế nên quỷ mê thảo dù rất độc nhưng cũng không thể khiến chúng ta đây khiếp sợ được chỉ là dao dao còn nhỏ nên nó hấp thụ không được nhiều thành ra phải xài cẩn thận mới được vì nếu làm không khéo thì con bé sẽ hít không được hết độc tố trong quỷ mê thảo dẫn tới tổn hại cho cơ thể báo ca nghe thấy lời này thì cũng khoái lắm nếu đã vậy thì tốt quá các ngươi hãy làm theo lời ta đi Trước khi ngủ, các ngươi hãy lấy quỷ mê thảo ra để ngâm chân. Nếu làm như thế sẽ giúp cho thể xác và linh hồn giảm mệt mỏi. Và nếu có rảnh thì sẵn tiện bỏ quỷ mê thảo vào trong bồn tắm mà tắm luôn cho nó thư giãn tinh thần. Tắm xong thì các ngươi hãy đốt lên mà hít như hít lá đu đủ vậy đó. Các ngươi phải biết thư giãn sau những tháng ngày tu luyện mệt mỏi chứ. Với bài văn đa cấp thần sầu của báo ca thì khứa đệ tử cũng đu đưa lắm, sư tôn à. Nếu ta làm theo lời của ngài thì trăm gốc quỷ mê thảo mà lúc nãy ngài đưa sẽ không đủ cho ta và giao giao sử dụng. Tới lúc đó chúng ta phải làm sao hả? Hai ngươi đúng là làm ta thất vọng quá đi ngươi đường đường là đại sư tỷ của bại gia môn vậy mà lại có thể sợ không đủ cỏ để hít à la mắng xong báo ca liền lấy ra vô số thảo dược khác từ không gian chữ vật số đồ vật sách nát này ta thưởng cho các ngươi đêm về nhà hít cho nó đã các ngươi phải biết rằng nếu đã là đệ tử của bại gia môn thì công việc của các ngươi chỉ cần hít và phá việc còn lại cứ để cho ta lọc lạc dao dao và hoa ngữ mộng thấy được những loại độc thảo này thì cũng hú hồn không thôi mà nó thật chứ những cây độc thảo quý giá tới cỡ này mà trong mắt sư tôn chỉ là rác rưởi à ngữ mộng sư tôn ơi con không có bị hoa mắt đỏ chứ đây rõ ràng là độc linh thảo và độc linh thủy chỉ có trong truyền thuyết thôi mà sao bây giờ lại có cả đống như thế chứ hả hoa ngữ mộng nghe đệ tử hỏi thì cũng liền đáp con nói không sai số độc thảo này chỉ có ở trong thiên đạo chiến trường nhưng số lượng của nó cũng cực kỳ khan hiếm vậy mà không ngờ báo sư tôn lại có thể lấy ra nhiều tới như vậy với số lượng độc thảo này thì phải nói là quét hết tài sản của vạn hoa cốc cũng không thể nào đổi được trong lúc hứa đệ tử và lạc giao giao còn đang mải mê hỏi đáp có thưởng thì ở bên đây báo ca cũng không ngừng phát sáng mà chém gió số độc thảo này vi sư tặng cho người ngươi muốn múc thế nào thì cứ múc như thế đấy đừng có ngần ngại lần này mới gặp nên ta cho một ít hít cho nó quen lần sau gặp lại ta sẽ cho các ngươi nhiều hơn để hít cho nó đã à còn một vấn đề này ta cũng phải nhắc nhở trên bàn có một cái không gian chữ vật chứa một tỷ viên linh thạch thượng phẩm khi về tới tông môn ngươi phải tiêu hết số đó cho ta ngươi có thể ban thưởng cho đệ tử của mình và tông môn thiếu cái gì thì mua ngay và luôn cái đó trong lúc mua ngươi tuyệt đối không được mặc cả với người ta nếu ngươi không xài hết số linh thạch đó thì đừng có nhìn mặt ta nữa ta hy vọng rằng ngươi không làm cho bại gia môn mất mặt nhưng ngươi cũng phải nhớ một điều chúng ta đây là bại gia môn chứ không phải là bại não môn thế nên số tiền mà ngươi tiêu cũng phải hợp lý vì nếu ngươi xài tiền một cách ngu ngốc thì giang hồ sẽ nghĩ chúng ta là một đám bỏ có hiểu không hoa ngữ mộng nghe thấy lời này thì cô nàng cũng đu đưa, đưa lắm cái gì vậy này trời sao mà nhiều quy tắc quá vậy ta đây phải làm sao cho nó ổn đây trong lúc cô nàng còn đang không biết phải sống làm sao cho khứa sư phụ vừa lòng thì bây giờ hệ thống cũng đã truyền nội quy cụ thể của bại gia môn vào trong đầu của cô đồng thời cập nhật thêm chức năng truyền âm công năng và truyền tống công năng vào cho cô luôn và cũng vì như vậy nên cô nàng cũng bất ngờ lắm. Cái gì vừa truyền vào trong đầu ta vậy này? Sao tự nhiên trong đầu ta lại có tất cả các thông tin của bại gia môn vậy? Bản lĩnh này của sư Tôn thật là khủng bố quá đi. Vì cho dù là người của thượng giới cũng không thể nào có được bản lĩnh như thế. Ta có sư Tôn làm chỗ dựa thì từ đây về sau ta không còn phải sợ bất kỳ bố con thằng nào, vì thế nên ta có thể bung lụa. Cũng vì cô nàng nghĩ như thế nên đã quyết định dùng hết thực lực của mình để cho vạn hoa cốc và huyền thiên giới biết thế nào là báo con chính hiệu với sự điên cuồng của cô sư tôn thì lạc dao dao ở bên cạnh cũng hú hồn không thôi u má nó thật chứ sư phụ ta bị cúng thỏ hay gì mà điên tới thế tuy rằng lạc dao dao hốt hoảng nhưng báo ca thì lại vô cùng hương phấn con đệ tử của mình đúng là không tệ sau một lúc đa cấp nó cuối cùng cũng đã thông suốt đạo lý rồi nhìn mặt nó ngu như vậy ta còn tính đâu là phải giảng giải dài dài cho nó nữa chứ hoa ngữ mộng thấy báo ca cười híp mắt với biểu hiện của mình thì cô nàng cũng không quên hứa hẹn sư tôn cứ yên tâm đệ tử nhất định sẽ ghi nhớ những tông chỉ của bại gia môn đồng thời ta sẽ thu thêm đệ tử để làm dạng danh cho xứ sở quê nhà và ta sẽ là một báo con đẳng cấp lạc giao giao nghe được những lời mà sư tôn của mình nói thì tâm hồn bé bỏng của cô nàng cũng chấn động không thôi mà nó thật chứ một người ki bo như sư phụ tự nhiên lại thay đổi 180 độ chẳng lẽ sư phụ điên rồi hay sao ta đây nên tránh bọn họ càng xa càng tốt chứ không thôi cũng sẽ điên như bọn họ quay lại chỗ của báo ca bây giờ cậu ta cũng thầm nghĩ ha 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 cuối cùng ta cũng thấy được ánh sáng của quang vinh rồi từ nay về sau cuộc sống của ta sẽ trở nên thú vị nhưng ta đây cũng phải chú ý đệ tử bại gia môn của ta không yêu cầu quá nhiều nhưng quan trọng là phải tinh anh một khi đã bại thì khiến cho bất kỳ ai cũng phải sợ với lại ta cũng phải tranh thủ thu lý phi tiểu đệ về với chướng của ta vì theo như ta đánh giá thì cậu ta rất có tiềm năng và trên hết cậu ta có duyên với mình bên cạnh đó tiểu sư cô của ta cũng không nên bỏ qua vì người nhà dù sao cũng phải cho một vé lạc giao giao khi thấy được ánh mắt của báo ca thì cũng hú hồn không thôi a à, hu 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 ta không có muốn đâu ca đừng có dùng cái ánh mắt đó để nhìn ta ta tuyệt đối sẽ không nhận ca làm sư phụ đâu vì bây giờ ta đây cũng đủ gối não lắm rồi nhưng cuộc đời này nó cho lắm vì trước mặt của báo ca thì chúng sinh đều bình địa tiểu sư cô à sư cô đừng có cứng nhắc như thế chứ trong cái không gian chữ vật này có một tỷ viên linh thạch thượng phẩm nếu tiểu sư cô đem đi bại hết ta sẽ cho tiểu sư cô mười giọt tinh huyết của tử lôi của sư. kèo ngon như thế tiểu sư cô còn ngại gì nữa vừa có tiền tiêu mà lại vừa có phần thưởng quất luôn đi lúc nghe được lời này thì lạc giao giao cũng đã muốn dụng chứng tới nơi rồi vậy mà hoa ngữ mộng còn suối dại thêm nên rất nhanh chóng cô nàng lạc giao giao đã đi vào con đường bay lắc hai đúng là không gặp báo ca thì thôi một khi đã gặp báo ca thì sớm muộn gì cũng phải bị tẩy não ha ha tiểu sư cô của ta đúng là đáng yêu quá mà tiểu sư cô cứ xài thoải mái đi khi nào hết cứ bảo ta sau khi hai sư đồ của hoa ngữ mộng đã bị báo ca tẩy não hoàn toàn thì bây giờ bọn họ cũng quyết định rời đi chào sư tôn ta và giao giao phải rời đi rồi vì bí bảo của chúng ta mỗi lần chỉ có thể áp chế tu vi được 10 ngày mà thôi hẹn ngày gặp lại sư tôn khi thấy sư phụ mình nói lời từ giã thì bấy giờ lạc giao giao cũng không quên dặn báo ca hải ngoan ngoãn ở tinh hồn tông để mà đợi ta tiểu sư cô ta nhất định sẽ đi tới đó tìm người ok sư cô nếu đã vậy thì hai người cứ đi đi và nhớ bảo trọng đó nha chào tạm biệt bọn họ xong thì bây giờ trong lòng của báo ca cũng thầm nghĩ ui ta phải làm sao đây thân phận bây giờ của mình càng lúc càng loạn rồi thế nên lạc giao giao có lúc sẽ gọi ta bằng đại ca ca lúc thì gọi ta là tổ lão và cũng có lúc cô nàng sẽ gọi ta bằng chó á nhầm bằng cháu bây giờ hẳn là sư tôn cũng không biết gọi ta bằng cái gì nữa rất may là sư tôn của ta không biết chứ bà mà biết những chuyện này chắc bà tức ói máu luôn và cũng vì quá gối não nên báo ca quyết tâm không nghĩ nữa vì bây giờ có chuyện khác vui hơn chờ ta xử lý mà chuyện đó cụ thể là ta đã có số lượng điểm bại ra vô cùng lớn nên khi về ta sẽ nâng cấp cảnh giới liên tục cho giang hồ trầm trồ chơi sau khi có quyết định đó thì bây giờ báo ca đã trở về huyền thiên đại lục cuối cùng cũng thấy được ánh mặt trời của đại lục huyền thiên rồi nhưng chỗ này là chỗ nào vậy tốt nhất ta nên tìm một thị trấn nào gần đây để hỏi thăm đường về tinh hồn tông cho nó lại trong lúc báo ca còn đang tìm đường để đi thỉnh kinh thì ở bên tinh hồn tông lạc giao giao đã bắt đầu ăn những lọt đạn đầu tiên của báo ca mà mở màn chính là sự xuất hiện của la khải la thúc thúc à tại sao thúc thúc lại đến đây vậy hả a à hi hi thiên tuyết đó à ta đến đây để kể chuyện ngày xưa cho con nghe ấy mà lúc con còn nhỏ thúc thúc và con đã cực kỳ thân thiết con muốn gì thúc thúc cũng chiều con vì lẽ đó thúc thúc và con có phải là thân thiết lắm hay không tất nhiên là vậy rồi thiên tuyết biết la thúc rất thương con vì thế con cũng rất thương la thúc nếu vậy thì dễ nói chuyện rồi thiên tuyết à la thúc cũng già rồi nên ở một mình cũng không quen vì thế con có thể cho la thúc một cái ghế trưởng lão trong tông môn con được hay không nghe được lời này của la khải hạ lão và bạch lão cay lắm u mà nó thật chứ ngươi muốn tìm tông môn để ở ké vậy sao không chạy đến tinh cực tông hà cớ gì chạy đến tinh hồn tông làm gì ngươi phải biết rằng hiện tại tinh hồn tông số lượng trưởng lão còn nhiều hơn đệ tử nữa đó ngược lại với thái độ cay cú của hai ông lão thì bây giờ thiên tuyết cũng không biết phải nói cái gì la thúc thật là lạ quá đi rõ ràng ta đã từng nghe phụ thân nói ngài ấy thích tự do không thích gò bó vậy mà bây giờ lại muốn tới tinh hồn tông của mình làm trưởng lão sao và cũng vì nghĩ vậy nên cô nàng cũng không quên hỏi lại la thúc à ngài là cường giả đỗ kiếp cảnh tứ trọng nếu đến tông môn của con làm trưởng lão ngài không sợ thiệt thòi hay sao vì tông môn của con không có cái gì hết ha ha con đừng có nói vậy thúc thúc không có sợ thiệt thòi cái gì đâu chủ yếu là thúc thúc thương con nên muốn ở lại đây để bảo vệ con luôn ấy mà nói xong ổng cũng cười ra một nụ cười thân thiện nhưng trong lúc ổng còn đang cười ngon lành thì bất ngờ ổng cũng cảm nhận được có khí tức của đại yêu xuất hiện thế là bọn họ liền đi ra cổng để xem xét nhưng khi vừa ra tới thì lạc giao giao cũng đưa đưa không thôi Ui cái gì vậy nè trời tại sao những người này lại đến đây cơ chứ? Với lại trong nhóm còn có một đại yêu vô cùng khủng bố. Trong lúc Lạc Thiên Tuyết còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bây giờ các đệ tử nòng cốt của Tinh Cực Tông đã không quên chào hỏi. Thánh nữ đại nhân à, chúng ta phụng mệnh của tông chủ đến đây hôi của. Á à, nhầm đến đây gia nhập, thế nên thánh nữ đại nhân hãy chiếu cố cho bọn ta với nha. Lạc Thiên Tuyết nghe được lời này thì cũng cay lắm. Cái gì vậy nè trời? Các ngươi cũng muốn ở lại Tinh Hồn Tông của ta hay sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy này Ha ha, lạc thiên tuyết mà biết được những người này tới vì báo ca chắc bà điên lắm người ta muốn yên ổn tu luyện mà báo ca cũng không có để yên các bạn ơi nếu có thể thì đỗ nết cho bọn mình để bọn mình có động lực làm ra nhiều video hơn nữa cho các bạn xem nha cảm ơn các bạn nhiều lắm yêu cả nhà bye bye cả nhà nha